Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin nóng 5 giờ 30 phút sáng của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo nóng vụ cô giáo bị học sinh hành hung. Vụ hai thiếu nữ bị sát hại ở Bắc Ninh, mẹ sốc nặng khi thấy con gặp nạn. Trường Đại học Hoa Sen lý giải việc buộc thôi học nếu hoạt động mại dâm 4 lần. Nhóm thanh niên xăm trổ từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống Long An cướp giật. Phiên tòa xét xử ông Netanyahu bất chấp xung đột Israel-Hamas. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang vừa yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra xử lý vụ học sinh dồn giáo viên vào góc tường, chửi bới và ném xếp vào mặt khiến cô ngất xỉu. Trong công văn chỉ đạo vụ việc, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ, Công an huyện, các đơn vị liên quan kiểm tra xác minh, giải quyết sự việc theo quy định. Sau đó các đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả giải quyết trước ngày 6 tháng 12. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện hai đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm học sinh dồn cô giáo vào góc lớp, đe dọa kèm theo lời chửi bới. Trước hành vi thiếu giáo dục của nhóm nam sinh, nữ giáo viên này không dám chống cự mà chỉ dùng điện thoại để ghi lại. Ở một video khác, nữ giáo viên này bị nhiều học sinh tấn công, thậm chí khóa cửa ngoài không cho cô giáo ra ngoài. Nhóm học sinh còn ngang nhiên ném giấy lên mặt cô giáo và nhét xác vào cặp khiến nữ giáo viên khó chịu. Trong cảnh hỗn loạn, dép được ném liên tục vào người cô. Khi giáo viên cầm dép lên hỏi ai đã ném thì không ai trả lời. Sau đó một chiếc dép ném trúng trán khiến cô choáng váng vài giây rồi ngất xỉu. Liên quan đến vụ hai thiếu nữ bị sát hại ở Bắc Ninh, bà Vũ Hồng Vân, dì của nạn nhân NNA tên viết tắt, vẫn chưa dám tin cháu gái gặp nạn tử vong. Bà Vân cũng chia sẻ, mẹ nạn nhân đến nơi chứng kiến con gái gặp nạn nên bị sốc nặng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để cứu chữa cho con, nhưng không được. Bà Nguyễn Thị Tuyết, giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh NNA cho biết, nhóm bạn đi cùng NA tên viết tắt, chiều qua đến chùa Đông Lai đều là học sinh trong trường. Bà Tuyết nhận xét, ở lớp NA là học sinh ngoan, hòa đồng với bạn bè và thầy cô, hiện giữ chức bí thư lớp. Theo công an tỉnh Bắc Ninh, nghi phạm trong vụ việc là Huỳnh Ngọc Thiện, 19 tuổi, ở thôn Lam Mua, xã Bầu Cạn, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, đang học trường công nghệ ở Huế. Sau khi gây án, Thiện đã có ý định quyên sinh nhưng không thành. Đến thời điểm hiện tại, nghi phạm đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Thông tin sinh viên hoạt động mại dâm 4 lần mới bị buộc thôi học tại một trường đại học khiến dư luận xôn xao. Theo đó, đầu tháng 11 năm 2023, Trường Đại học Hoa Sen ban hành quy chế người học dành cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các đối tượng đang theo học các chương trình đào tạo của trường. Theo quy chế này, có tất cả 28 nội dung vi phạm bị xem xét kỷ luật. Quy chế người học sẽ có 4 khung xử lý gồm khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn và buộc thôi học. Trong các nội dung vi phạm, hoạt động mại dâm được dư luận chú ý. Đối với hành vi chứa chấp môi giới mại dâm, ngay lần đầu tiên vi phạm, sinh viên sẽ bị buộc thôi học. Giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật, mức xử lý vi phạm như trên khiến dư luận xôn xao. Trao đổi với báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Tuyết Hương, Phó Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường Đại học Hoa Sen cho biết, vào tháng 11 hàng năm, trường sẽ ban hành các văn bản quy định quy chế, trong đó có quy chế về người học. Đây là văn bản nội bộ bình thường. Bà Hương cũng khẳng định quy chế của Đại học Hoa Sen và các trường hiện nay dựa trên thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với Bùi Huy Mạnh, 44 tuổi, trú thị xã Quảng Yên, về hành vi tước đoạt mạng sống của người khác. 4 thanh niên khác bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Bùi Huy Mạnh là người lái xe truy đuổi, hút, chèn xe khiến 3 người thương vong trong vụ tai nạn rạng sáng ngày 2 tháng 5 tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, mà nguyên nhân xuất phát từ việc con trai của người này bị hành hung. Trước đó, trên tuyến đường thuộc phường Bãi Cháy, Bùi Bảo Ngọc, 15 tuổi, trú thành phố Hạ Long và nhóm bạn đi tìm thanh niên đã hành hung người trong nhóm để trả thù. Khi nhóm Ngọc thấy Bùi Đức Việt đi xe máy chở bạn nên đã sử dụng cây sắt đuổi theo tấn công. Việt may mắn chạy thoát và gọi điện báo cho bố đẻ là Bùi Huy Mạnh. Biết tin, Mạnh lái xe ô tô bán tải, chở theo 7 người khác cầm theo nhiều hung khí, tìm nhóm đã hành hung con mình để trả thù. Hậu quả vụ va chạm khiến Ngọc tử vong, Trần Hoàng Ninh thương tích 88% và Đỗ Ngọc Minh thương tích 10%. Biết tin có người tử vong, Mạnh đã đến công an thành phố Hạ Long đầu thú. Thông tin từ công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã triệt phá nhóm thanh thiếu niên xăm trổ có hành vi cướp giật tài sản. Nhóm này gồm Huỳnh Tiến Phát, 21 tuổi, Phan Huỳnh Trọng Phúc, 18 tuổi,
Đặng Hoàng Vũ 17 tuổi và Nguyễn Văn Dũng 22 tuổi. Cả bốn từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long An gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản ở các huyện Bến Lức, Cần Đước và Cần Suộc. Trước đó, Công an huyện Bến Lức kết hợp với Công an các xã, thị trấn tổ chức tuần tra mật phục phòng chống tội phạm trên tuyến quốc lộ 1. Khi tổ công tác gồm đội dân phòng liên xã huyện Bến Lức, công an xã Phước Lợi và cảnh sát hình sự huyện phát hiện 4 thanh niên với nhiều hình xăm đi trên 2 xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức đeo bám. Được biết, khu phố 4 thị trấn Bến Lức, 4 thanh niên đã áp sát xe chị VTBN, tên viết tắt 37 tuổi, quê Long An, giật sợi dây chuyền vàng chị này đang đeo trên cổ rồi tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác lập tức truy đuổi. Khi đến ngã ba Gò Đen, tổ công tác áp sát khống chế toàn bộ 4 người đưa về trụ sở. Tại đây, 4 thanh niên thừa nhận từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Long An để cướp giật tài sản, đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Phát và Phúc khai nhận còn thực hiện 2 vụ cướp giật dây chuyền khác tại huyện Cần Đước và Cần Suộc. Sau đây là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Công an phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức vẫn đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh truy xét nhóm người liên quan đến vụ hỗn chiến khiến một người nguy kịch xảy ra trên địa bàn. Trước đó, anh Bùi Văn Tê, tên viết tắt 24 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, đang ăn uống tại một quán nhậu trên đường Tăng Nhân Phú, phường Tăng Nhân Phú B thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Hai bên sau đó lời qua tiếng lại và Tê bị nhóm này lao vào hành hung đến bất tỉnh, nguy kịch đến tính mạng. Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế. Cụ thể, Thanh tra Sở Y tế ra quyết định xử phạt giáo sư bác sĩ Hà Duy Thọ với tổng số tiền 104 triệu đồng. Lý do xử phạt do ông Hà Duy Thọ cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Ông Hà Duy Thọ còn quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi quảng cáo theo quy định. Ngoài ra, ông có kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động cơ sở của ông Hà Duy Thọ cho đến khi có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và người hành nghề có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một cụ ông tử vong. Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra trên đường 354 thuộc địa phận thôn Tuần Tiến, xã Kiến Thiết. Thời điểm này, xe ô tô tải do tài xế Nguyễn Văn Hắc, tên viết tắt 43 tuổi, trú tại huyện An Lão, Hải Phòng điều khiển, chạy cùng chiều thì va chạm với xe đạp do ông Bùi Minh G, tên viết tắt 75 tuổi, trú xã Kiến Thiết, làm cụ G tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Công an thành phố Hải Dương thông tin, Công an huyện Vĩnh Bảo đã vừa khống chế đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ đối với người đàn ông nghi ngáo đá, dùng búa gạch tuyết sắt ném từ trên mái tầng 3 một nhà dân xuống gây nguy hiểm cho người đi đường. Trước đó, Công an xã Lý Học, Vĩnh Bảo nhận được tin báo của người dân có người đàn ông nghi ngáo đá cố thủ trên nóc nhà. Người này có hành vi cầm búa tuyết sắt và dùng gạch vỡ ném xuống quốc lộ 37 có thể ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của người dân. Qua xác minh, công an xác định người này là Trần Đại Long, 41 tuổi, ở xã Cam Tường, huyện Vĩnh Bảo. Long là người nghiện ma túy đá, đã nhiều lần đi cai nghiện bắt buộc. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý, được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ sáng nay. Trang tin live.ru của Nga dẫn lời ông Yuri Yusakov, trợ lý về chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông Putin đã có chuyến công du tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Saudi Arabia vào cuối tuần này. Theo ông Usakov, Tổng thống Putin sẽ có chuyến thăm và làm việc tại UAE trước khi đến Saudi Arabia để hội đàm với Thái tử Saudi Arabia, ông Mohammed bin Salman. Trong chuyến thăm sắp tới, ông Putin dự kiến sẽ thảo luận về hợp tác giữa Nga, UAE và Saudi Arabia trong lĩnh vực năng lượng. Điện Kremlin chưa bình luận về thông tin này. UAE hiện đang đăng cai hội nghị lần thứ 28, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28, nhưng không rõ liệu Tổng thống Putin có tham dự hội nghị này hay không. Hãng thông tấn KCNA đưa tin, tại một sự kiện dành cho các bà mẹ ở thủ đô Bình Nhưỡng, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi người dân nỗ lực ngăn chặn tình trạng tỷ lệ sinh giảm. Ông Kim cũng cảm ơn các bà mẹ vì vai trò của họ trong việc củng cố sức mạnh quốc gia. Tỷ lệ sinh ở Triều Tiên có xu hướng suy giảm kéo dài trong những thập niên gần đây. Theo ước tính của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, UNFPA, tính đến năm 2023, tỷ lệ sinh của Triều Tiên ở mức 1,8. Các quốc gia láng giềng của Triều Tiên hiện đang phải đối mặt với tình trạng tồi tệ hơn. Năm 2022,
tỷ lệ sinh của Hàn Quốc rơi xuống mức thấp kỷ lục là 0,78. Ở Nhật, con số này là 1,26. Tình trạng tỷ lệ sinh giảm kéo dài tạo ra nguy cơ thiếu hụt lực lượng lao động trong tương lai. Nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang đưa ra những chính sách khắc phục tình trạng này. Theo đài CNN, ngày qua, phiên tòa xét xử Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, với cáo buộc tham nhũng bắt đầu nối lại sau 2 tháng gián đoạn do xung đột Israel-Hamas. Các phiên tòa xét xử ông Netanyahu khởi động từ tháng 1 năm 2020, khiến ông trở thành thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Israel bị truy tố với cáo buộc lừa đảo, nhận hối lộ và vi phạm lòng tin của công chúng. Theo các công tố viên, từ năm 2007 đến năm 2016, ông Netanyahu bị cáo buộc đã nhận những món quà trị giá 700.000 shekel, khoảng 195.000 đô la Mỹ, bao gồm các hộp xì gà, rượu champagne và đồ trang sức. Ông Netanyahu nhiều lần phủ nhận mọi hành vi sai trái, nói rằng ông chỉ nhận quà tặng từ bạn bè và ông không yêu cầu được tặng quà. Thủ tướng Netanyahu cho rằng những người tố cáo ông đang tham gia vào một cuộc săn phù thủy. Theo luật pháp Israel, thủ tướng không bị buộc phải từ chức trừ khi bị kết án. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 5 giờ 30 phút sáng. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!